Hiểu rồi, bác sĩ chia sẻ là những người mà bị bệnh tiểu đường đó thì hạn chế dùng những trái cây mà có chỉ số đường huyết GI cao. Vì ăn trái cây đúng cách đó, rất là tốt cho sức khỏe và giúp cho cơ thể ổn định đường huyết. Có thể ăn những trái cây ít ngọt thôi, có chỉ số đường huyết thấp, ví dụ như là ổi nè, bưởi nè. Mình hãy mới nghe em nói à, đúng ăn rồi. Rải rác ra. Để ổn định đường huyết nên tuân thủ dinh dưỡng khoa học, thể dục hợp lý, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt là đông tây y kết hợp sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà hiện nay thuốc giả tràn lan, mà quảng cáo thì rình rang lắm. Rồi những sản phẩm mà kém chất lượng nè, là mình uống như vậy là chẳng quá là tiền mất tật mang thì sao? Nên dùng những cái thảo dược mà của những cái đơn vị uy tín đó. Đặc biệt là những cái thảo dược mà được cấp phép của Bộ Y tế. Tôi nghe mấy bà Tám bà nói cứ hễ là tiểu đường cho ăn chua là nó giảm đường là sẽ hết. Chắc cái... thương cái bao tử luôn. Trời ơi, trời ơi, chị biết rồi. Trong miếng mít ăn thôi. Những lưu ý khi ăn trái cây ở người bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn những loại trái cây có lượng đường cao như nhãn, vải, nho, mít, dưa hấu. Không nên ăn các loại mứt trái cây. Không nên uống các loại nước ép trái cây, nước sinh tố, mà nên ăn nguyên trái để bổ sung chất xơ. Không nên ăn trái cây ngay sau bữa ăn, tốt nhất là ăn sau 2 tiếng. Thời gian lý tưởng để ăn trái cây là buổi sáng, 11 giờ trưa hoặc 5 giờ chiều. Cần tuân thủ nguyên tắc điều trị giúp hạ và ổn định đường huyết, dinh dưỡng khoa học, luyện tập thể dục hợp lý và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Kết hợp đông tây y trong điều trị tiểu đường sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao, giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, hạ HbA1c, giảm mỡ máu xấu. Lưu ý chọn sản phẩm của công ty uy tín, có vùng trồng nguyên liệu chuẩn hóa, có nhà máy sản xuất GMP WHO. Sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng để việc điều trị được an toàn và hiệu quả.